đẹp người, đẹp nết, nên nhiều người yêu cô ta lắm. Và ông Trần Thiện Thanh lẫn Nhật Trường đó cũng nên lòng yêu cô này. Cô này cũng đáp lại. Và nhưng mà xui cho ông Nhật Trường là sếp của ông Nhật Trường yêu cô này hơn. Đó là ông tướng Vĩnh Lộc. Và ông ký một tờ giấy cho ông Nhật Trường đi lên lấy cô liền, tránh xa cô này ra. Ông Nhật Trường sợ quá mới đem cô này gửi cho chú Lăng Phương, dắt ra Vũng Tàu trốn dung. Ra tới Vũng Tàu xong, hai người đó lại yêu nhau. Quá xui trong Nhật Trường luôn. Và là họ đã viết lên cái bài hát. Ở trong đó có một câu, nếu không giải thích thì ngàn đời cũng không ai biết. Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Ngày chính là Nhật, dài chính là Trường. Mà chú Lâm Phương đã chơi chữ rất là giỏi, rất khéo để nhắc nhở người làm đến cuộc tình đó cho ông. Đó là ca khúc Biển Tình. Quý vị nghe câu chuyện này xong sẽ nghe phê hơn và thấy thấm hơn rất nhiều. Và ngày hôm nay đặc biệt không phải Hưng hát mình nữa, Hưng hát với một ca sĩ của công ty Hưng. Hưng đã huấn luyện cô này trong 6 tháng để tham dự cuộc thi solo cùng Bolero và cô trở thành người chiến thắng là quán quân của Bolero. Một tràng vỗ tay cho Thu Hằng cùng với Đàm Vĩnh Hưng qua khúc Biển Tình. Lạnh xa thế nhân, lạnh
đơn vị yêu nhau. Và lần này Hương cũng được ban tổ chức cho phép